Hello, xin chào các bạn đến với kênh livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn. Thì bác sĩ vừa thực hiện xong một ca nâng cấp vòng một cho một em khách hàng này chưa có gia đình. Thì bác sĩ đã sau khi tư vấn và chọn một xe túi sexy cho em này, thì bác sĩ đã chọn đập đường nách để không ảnh hưởng đến việc cho con bú sau này nha các bạn. Đây các bạn có thể nhìn hình ảnh trước khi làm. Thì ngực này nói chung là cũng không có gì đặc biệt. Và em này cũng muốn một bầu ngực thật là sexy. Thì bác sĩ thực hiện xong trong vòng khoảng 45 phút nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây một bầu ngực rất tròn, rất đẹp nha các bạn. Chân ngực đều hai bên. Đây có một độ lại tự nhiên từ trên xuống nha các bạn. Và khe ngực này mới nó hơi này. Thì trong vòng khoảng 7 ngày tới 10 ngày thì nó sẽ rất là khít sát như thế này. Và đặc biệt ở khách hàng này dùng một cái từ gọi là đặt là khen ngực cái kiểu khe ATM gì đó, thì bác sĩ cũng chưa có hiểu cái đó nhiều lắm, nhưng mà khách nói là cái khe đó để một cái thẻ ATM vô nó dính nha các bạn. Thì bác sĩ đã bóc tách và đứa là đặt đầu như thế. Và vậy bạn nào mà có ngực nhỏ hay là ngực sa trễ hoặc là ngực đã làm rồi mà chưa hài lòng thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ trên fanpage của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn nha các bạn. Vâng, xin chào các bạn.